Chào mọi người, em là Quỳnh, một cô gái 18 tuổi xinh ngoan yêu ạ. Mọi người đều khen em không chỉ học giỏi mà còn ngoan ngoãn lễ phép, bố mẹ em lúc nào cũng được nở mày nở mặt vì em. Tháng trước nhà em có đám giỗ, em và bố mẹ dậy từ tinh mơ để nấu ăn. Có mấy cô chú trong họ cũng xuống phụ bếp dù có muộn một chút. Ấy thế mà đến lúc nấu ăn xong rồi đếm đi đếm lại vẫn không có cô Hòa. Để em giới thiệu một xíu về cô Hòa này nha. Cô Hòa là một người vô cùng lười, bao che cho con cái cứ gọi là số 1, mà mấy đứa con của cô mất nết mất dạy và hay khinh thường người khác lắm. Cô cậy nhà có tí tiền cho con sang Mỹ du học từ khi còn bé, nên rất hay khinh thường con cháu trong nhà không bằng con cô và có thái độ vô cùng lồi lõm với các bác, các cô chú khác trong họ, dù là bác đó có vai vế cao hơn cô. Mọi năm trước em bận học với còn bé, nên những hôm giỗ bố mẹ chỉ chở em xuống ăn thôi rồi về, nên em không biết cô Hòa như thế nào. Cho tới hôm đó em mới biết cô Hòa giống y như lời mà mấy bà mấy bác hay kể. Hôm đấy em nấu ăn xong lên nhà ngồi quạt với các anh chị em trong họ, đang ngồi mát thì từ đâu có hai trẻ con chạy vào đứng chặn luôn trước cái quạt. Một đứa 10 tuổi, một đứa thì 12, cũng lớn tướng rồi. Theo vai vế em là chị, nên em có nhắc chúng nó. Hai đứa đi ra đi sao, lại đứng trước mấy quạt. Bọn chị ngồi sau không thấy mát, em nhắc nhở rất nhẹ nhàng, nhưng mà tụi nó không nghe, lại còn quay qua làm mặt quỷ lêu lêu với em. Đang mệt với nóng nên em nạt chúng nó, muốn ăn rồi à. Thằng lớn nhất trừng mắt lườm em cũng lườm lại nó. Thấy hai đứa nó đi vào tưởng chuyện kết thúc rồi, ai có mà ngờ đây mới chỉ là bắt đầu cho trận chiến của em thôi. Hai đứa nhỏ vào nhà mách mẹ nó, tức là cô Hòa. Lúc đó thằng nhỏ đi ra tay, nó nắm lấy tay mẹ nó mặt xước mướt toàn nước mắt, rồi nó chỉ thẳng vô mặt em kể tội với mẹ nó là: "Mẹ ơi, nó bắt nạt con, nó không cho con ngồi quạt, nó còn mắng con với anh, nó dọa là sẽ đánh con và anh." Rồi lại lấy tay lau nước mắt kể lể. Mọi người không nghe nhầm đâu, thằng nhỏ gọi em là nó, đáng ra em lớn tuổi hơn lại còn vai vế cao nữa, mà thằng bé dám gọi em là nó. Kịch hay bắt đầu tiếp diễn rồi mọi người. Cô Hòa nghe xong thì sững cồ lên, đi lại chỗ em sử dụng quy tắc bàn tay trái, may là em tránh được. Rồi cô mắng em như này: "Mày có thích né không hả con kia? Mày lớn đầu từng đấy rồi mà bắt nạt một đứa bé tí như này hả? Mày có tin tao nói với bố mẹ mày cho mày một trận no đòn không?" Cô ta tát hụt quá, lúng túng rồi thẹn quá hóa giận mắng em tiếp, bảo em không chỉ dọa nạt con cô mà còn dọa cô nữa. Nói như thế em mất dạy lắm ấy. Em ngoan thì ngoan thật, nhưng ai đụng vô em với bố mẹ em á thì em trụng lại luôn. Mà với cái loại như cô Hòa càng nhẫn nhịn thì cô ấy càng được nước lấn tới. Cô ấy vẫn tiếp tục nói em và không quên flash con cái nhà cô là: "Bố mẹ mày dạy mày vậy hả? À, cái loại ngữ như mày á, có được ra nước ngoài học bao giờ đâu. Mày chắc học dốt lắm hả? Chui rút với bố mẹ mày suốt trong cái nhà cấp 4 bé tí đấy, có bao giờ được ăn no không?" Em tức lắm, nhưng mà chẳng nhẽ lại đánh đâu với người lớn trong ngày giỗ. Lần này em quyết định nhịn vậy, vì bố mẹ cũng ngăn, mấy bà cũng biết, bó tay lắc đầu. Đến lúc ăn em được xếp ngồi mâm với mấy đứa nhỏ hơn để tiện để ý với gấp thức ăn cho chúng nó, và trong mâm đó có hai anh em con nhà cô Hòa. Cô cũng hay quá, dạy con kiểu gì á, để hai đứa nó đi đá đểu người lớn, giống trò trẻ con kiểu chị tụi bay đó, nhận đi kìa. Lúc sau thằng nhỏ hơn lên tiếng: "Biết gì đâu, nãy chửi hăng lắm, có biết nói là chị mình méo đâu, mới từ nước ngoài về mà có biết gì. Chả biết trường bà chị này có dạy tiếng Anh không, lớn rồi không biết chặn ra có tiếng Anh nào không nữa. Em thắc mắc tụi này nó bị gì vậy? Bộ nó không được dạy dỗ đàng hoàng hả? Mà nói nghe ngứa đòn thiệt." Lúc này cô Hòa ngồi ngay mâm bên cạnh cũng nghe thấy, chêm vào mấy câu như là: "Chắc em học dốt lắm, với nhà em không có tiền, thôi không có họ hàng gì hết. Phen này ba mẹ con nhà này tới công chuyện với em, em quay qua cơm bát một tràng luôn. Ủa, em trường nào mà không dạy tiếng Anh? Kể cả trẻ mầm non bây giờ cũng bắt đầu học song ngữ rồi đó. Em qua bên bển lâu quá nên tối cổ hả? Không sao đừng lo, cái gì mà tối cổ quá thì hỏi chị không có ngại dạy lại cho tụi bay đâu. Cháu nhịn cô nãy giờ rồi đó. Nhà cháu có camera đấy, cô thích thì vào đây. Mà cô ăn xong rồi đúng không? Cô dắt luôn cả mấy đứa con mất nết của cô về Mỹ nhà cô luôn đi. Tiện thể cô dạy lại con đi. Kẻo sau này ra đường chúng nó bị tát cho rụng bao nhiêu cái răng không đếm được đâu cô. Con nói xong rồi, mời cô về cho căn nhà cấp 4 cũ nát này không chào đón cô. Cửa cổng còn mở sẵn rồi, chào cô." Em sổ ra một tràng ấm ức, mấy bác mấy cô ngồi cũng tròn mắt nhìn em rồi cười cười. Cô còn giơ ngón thả like cho em nữa. Còn cô Hòa nghe xong muốn nhảy vào cào em lắm, mà thấy mấy bác thái độ nên cũng không dám. Cô kêu mấy đứa con cô đi về, hình như là bắt xe đi luôn trong đêm hay sao á. Em hả lòng hả dạ lắm, nhưng mà về nhà vẫn bị mẹ nhắc, sau ra đường tém tém cái miệng lại. Không là không có thằng nào dám lấy. Từ hôm đấy đến nay cũng gần 3 tuần rồi, mà em mới biết một chuyện kinh thiên động địa. Hóa ra nhà cô Hòa cũng ở bên Mỹ, nhưng là Mỹ Đình nha. Bốn đứa con cô theo học trường quốc tế, nhưng vì sĩ nên cô mới dặn con bảo là nhà mình ở nước ngoài. Nhân đây con có đôi lời gửi đến cô Hòa. Cô ơi, cô có nghe được bài này thì dũa lại cái nết của cô nha cô. Sống tử tế đàng hoàng cho người ta còn thích, và bớt sĩ diện lại đi nha cô. Nhà cô cũng ở Mỹ đó, nhưng mà là Mỹ Đình. Cô đừng có ảo tưởng nữa nha cô Hòa.
Không biết mọi người thấy sao chứ mình thấy lứa các bác ngày trước họp lớp rất là vui. Họp từ tiểu học đến tận lớp đại học, ấy thế mà hầu như đều đầy đủ mọi thành viên. Còn bây giờ thấy họp lớp như kiểu đại hội flash vậy. Thêm nữa lớp nào mà đoàn kết vui vẻ với nhau thì họp lớp là một cái gì đấy rất đáng mong đợi. Còn lớp mình thì chia bè kết phái, rồi còn cãi nhau, bằng mặt mà không bằng lòng, thì việc họp lớp chả có ý nghĩa gì. Thế nên mình cũng không thích tham gia mấy cái hoạt động họp lớp vớ vẩn này làm gì. Nhưng lần này thì khác, lớp trưởng với lớp phó năm nay cấp 3 lấy nhau. Hồi cuối lớp 12, hình như họ là một cặp rồi. Các bạn trong lớp còn thấy đẹp đôi chúc phúc cho tụi nó nữa mà. Cuối cùng hai đứa nó làm đám cưới vì lớp phó có thai. Vậy nên lớp trưởng mời cả lớp tham gia đám cưới cũng coi như họp lớp luôn. Mình đương nhiên cũng có một nhóm chơi thân gọi là thân năm cấp 3. Bọn nó cứ phải kêu mình đi bằng được, tiện cả nhóm tụ tập luôn. Đám cưới của lớp trưởng và lớp phó cũng thật là hoành tráng. Và điều gì đến rồi cũng sẽ đến. Xa xa mình đã nhìn thấy một số thành phần hỗn làm trong tâm trí mình. Đó là Loan chim én, Ánh trà xanh, Khôi mặt chuột hay đi đánh nhau, và còn Dương học bá nhưng lại hách nôi, còn rất nhiều cái tên khác. Đám cưới này chính là cái đại hội flash của tất cả các bạn học. Nào là thế bạn ra trường chưa, thế bạn đang làm gì rồi, tôi đang làm IT lương tháng 30 triệu, bạn kia thì tôi mở quán trà sữa, nào mọi người đến ủng hộ nha, bla bla. Mình nghe mà cũng ván cả đầu. Đột nhiên con Loan chim én hỏi mình đang làm gì rồi, làm ở đâu, lương bao nhiêu. Mình trả lời, tớ chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường thôi, lương cũng chỉ đủ ăn đủ sống cậu ạ. Con Loan này trước đi học, nó như kẻ thù của mình ấy, lúc nào cũng móc mỉa rồi bắt lỗi mình. Thêm nữa lại là rất là pick me girl, ôi thề thái độ rất là trịnh thượng lắm luôn. Nó nghe mình nói thế thì bắt đầu biểu môi, bảo mình là khiêm tốn với giấu giếm, kêu mình cứ khai thật đi, hỏi chấm, có gì thì mình nói đó thôi, chứ chả nhẽ mình lại bảo mình con gái chủ tịch, lương một tháng 50 triệu. Thế rồi Loan bắt đầu than thở, chả bù cho tớ, tớ mở quán spa còn đang lỗ chổng vó đây, có gì cứ qua ủng hộ tớ nha, tớ giảm giá cho. Mà sao cậu lại mất cúp đậm vậy, không tốt cho da đâu, cứ ra spa của tớ rồi sau để mặt mộc mà ra đường thoải mái luôn. Ơ, nghe cay thật, tao trang điểm thì kệ, tao liên quan gì tới mày, mà cái lớp mình cũng thân thiện nhau quá cơ, sau bao nhiêu năm thì bọn nó vẫn chia bè chia phái, phải đến 5-6 nhóm đứng riêng lẻ ra. Giận méo gì giận lâu thế không biết, ngồi vào mâm cổ vừa ăn vừa nói chuyện, chả biết lời qua tiếng lại ra sao mà thấy như cãi nhau tới nơi. Rồi á, thằng Mạnh nhậu xỉn, nó lại ghép đôi lớp phó, tức là cô dâu với thằng Dương. Lý do là ngày xưa cũng ghép đôi như thế, và nam nữ chính trong chuyện ghép đôi đó cũng có cảm nắng nhau chút. Chú rể cô dâu qua mời rượu thì thằng Mạnh cứ oan oan cái mồm, lớp phó học tập xinh quá nhỉ. Thế Dương đã tiếc chưa? Thôi thì cũng chúc mừng lớp trưởng đã rước được lớp phó của chúng ta, mà phải cảm ơn thằng Dương á. Vào nếu lúc đó hả, nó không buông tay thì làm gì mà hai đứa mày đến được với nhau. Chắc thằng Mạnh nhậu xỉn rồi nó mới nói năng không suy nghĩ thế. Nhìn sang thấy mặt chú rể câu có rồi, cô dâu cũng khó chịu. Mấy thằng ngồi cạnh thì bắt thằng Mạnh ngồi xuống im lặng. Mới dịu được tí thì bạn Hằng ngồi ở mâm mình cũng uống say, rồi bắt đầu khóc lóc kể rằng sau ngày xưa lớp trưởng hứa sẽ yêu Hằng và cưới nó, sao giờ lại đi cưới người khác. Ôi vãi, mình cũng bất ngờ lắm ý, Hằng với lớp trưởng yêu nhau từ lúc nào mà cả lớp không ai hay biết. Hằng cứ khóc rồi lại uống. Cô dâu thì tức giận trừng mắt, chất vấn chú rể là có quan hệ với Hằng từ khi nào. Một bên thì cứ lớp phó với Dương nói có quan hệ gì, một bên thì Hằng với lớp trưởng có nối lại tình xưa không. Mọi thứ bắt đầu lộn xộn mất kiểm soát, lại được má Loan đơm dầu vào lửa. Nó nói, hóa ra Hằng với lớp trưởng từng yêu nhau hả? Bảo sao trước đi học về, hay thấy hai người đi về cùng nhau, lần mặc cái áo đá bóng đôi đúng không? Thế sao lại chia tay vậy? Hằng đột nhiên đứng dậy lao lên về phía cô dâu, rồi nói rằng chính lớp phó đã chia rẽ hai người họ. Mình đương nhiên không thuộc cái drama này rồi, vội đứng dậy né sang bên, nhìn họ kéo nhau rồi choảng nhau kinh hồn luôn. Tự nhiên đi ăn cổ lại được xem đánh nhau, họ đuổi nhau lên tận sân khấu rồi chửi nhau. Hằng bốc phốt là lớp phó quyến rũ lớp trưởng bỏ nó, chú rể thì hỏi cô dâu trước có quan hệ gì với Dương. Nói chung hài hước và lộn xộn lắm. Đấy, lớp như này thì họp lớp làm gì, đám cưới như trò đùa cho bạn dân thiên hạ. Mình và mấy đứa bạn thân đứng ở dưới coi drama cho vui thôi, chứ cũng không có xen vô. Kết quả công an vào cuộc luôn mà, đám cưới lại thành võ đài UFC choảng nhau. Giờ mà họp lớp nữa chắc tụi nó choảng nhau tiếp. Thế từ giờ dẹp vụ này được rồi đó. Sau đám cưới mới vỡ lẽ ra là lớp phó trước kia yêu Dương, lớp trưởng thì yêu Hằng. Cả lớp không ai hay biết hai đứa nó có người yêu rồi, cứ ghép đôi chúc phúc. Cuối cùng là hai đứa nó yêu nhau và lấy nhau, bỏ Hằng với Dương. Giờ chuyện như này ai cũng kêu là vừa lòng lắm. Những ngày trời nắng đẹp nhưng trong lòng thì buồn không thể tả. Tôi vừa đi chợ mua thức ăn vừa nghĩ lan man, xem bây giờ nên tiếp tục mối quan hệ với cô em dâu bồng bột ra sao nữa. Trang năm nay mới 24 tuổi, lấy cậu em trai chồng tôi hồi đầu năm ngoái.
Em xinh xắn và rất hay cười. Lần đầu Trang tới ra mắt tôi cũng không ưng lắm, nhưng mà càng gặp nhiều tôi càng có thiện cảm và nghĩ bụng có cô em dâu ngoan hiền như thế cũng vui. Mẹ chồng bảo bà không sinh được con gái nên có hai đứa con dâu là bà hạnh phúc vô cùng. Có đồ ăn ngon, quần áo đẹp bà đều để cho hai chị em tôi. Ai hỏi bà cũng khoe hai nàng dâu vừa ngoan vừa khéo. Trang không giỏi làm nội trợ, em đi chợ không phân biệt được cái loại rau hay thịt tươi thịt ôi, lau nhà phơi đồ cũng không ra đâu vào đâu, toàn mẹ chồng với tôi theo sau chỉnh lại, nên cuối cùng không ai bắt Trang phải làm gì hết. Tôi không thấy phiền vì phải gánh hết phần việc của Trang. Con bé biết chị dâu vất vả nên cũng cư xử rất khéo, thường xuyên đặt đồ ăn thức uống ngon về nhà. Lễ Tết hay sinh nhật ai trong nhà, Trang đều mua quà bánh rất chu đáo. Nói chung mất cái nọ thì được cái kia. Thấy dâu út sống biết điều và hiền lành như vậy, nên tôi với mẹ chồng cũng chẳng phàn nàn tính toán thiệt hơn gì với nó. Cách đây không lâu, tôi thông báo mang bầu đứa thứ hai. Trùng hợp thay Trang cũng bẽn lẽn khoe với cả nhà chiếc que nhỏ, xong hỷ lâm môn nên bố mẹ chồng tôi tổ chức bữa tiệc lớn tại gia để ăn mừng. Khi hay tin tôi mới có bầu, bố mẹ ruột tôi lặn lội từ quê lên thăm. Ông bà mang theo rất nhiều quà, toàn thịt tươi, rau sạch, cá ngon, trứng bổ để con gái và nhà thông gia ăn. Suốt nửa tháng ở lại, mẹ tôi liên tục nấu các món ngon cho tôi. Bà luôn dành một phần cho Trang, nhưng mà nó kêu ngán không ăn được. Kỳ lạ ở chỗ Trang bảo không ăn, nhưng lúc nào bát đĩa mẹ tôi phần riêng, nó cũng sạch bách, chẳng ai tranh năng với bà bầu, nên tôi cứ thắc mắc mãi. Vợ chồng tôi sắm sửa đồ cho em bé từ sớm, hầu như dùng lại đồ của bé trước, bụng nghĩ chả phải tốn kém mua thêm, nhưng mà ông bà ngoại lại âm thầm tự làm quà cho cháu. Mẹ tôi đang hẳn mấy bộ quần áo, mũ, còn bố tôi á thì mượn dụng cụ nhà thông gia rồi chặt mấy cành cây nhỏ làm đồ chơi cho cháu. Đứa lớn nhà tôi thích lắm, suốt ngày chỉ quanh quẩn chơi với ông ngoại không rời. Ngày bố mẹ chuẩn bị về quê, tôi khóc một dòng xong. Bầu bí nhạy cảm, cộng thêm cuộc sống 2 tuần có bố mẹ cạnh bên, đang rất vui và ấm áp. Thấy tôi buồn, ông bà lại nán lại lúc lâu, làm tư tưởng cho tôi xong mới rời đi. Chừng nửa tháng sau mẹ tôi gọi điện bảo, để ý thùng đồ ăn sạch mà ông bà gửi lên thành phố cho con gái dưỡng thai. Nhà bố mẹ chồng tôi ngay mặt đường, nên không phải canh đi lấy, xe khách ngang qua họ sẽ bê trả tận cửa. Tôi đợi mãi cả buổi, chả thấy đâu, nằm ngủ quên một lát thì nhà xe đã nhắn bảo là họ để đồ ở cổng rồi. Lật đật chạy xuống kiểm tra, thì ngoài cổng trống trơn. Tôi hỏi hàng xóm xem họ có thấy cái thùng xốp nào không, thì mọi người đều bảo không biết. Cả nhà chồng cùng phụ tôi đi kiếm, sợ nhà xe trả hàng nhầm chỗ, nhưng gọi hỏi thì họ bảo không nhầm. Tự dưng thùng hàng 30kg toàn đồ quê xịn bốc hơi, khiến tôi hoang mang. Tuy tiếc của, nhưng mọi người an ủi rằng của đi thay người, nên tôi đành bỏ qua. Mấy hôm sau mẹ tôi lại đóng thùng đồ mới gửi lên, lần này bà dặn nhà xe phải trao tận tay tôi, không được bỏ đồ ở cổng nữa. Tôi cũng ráng canh để nhận đồ, nhưng cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào, điện thoại lại hết pin đúng lúc họ gọi. Và lần thứ hai, thùng đồ lại biến mất, tôi buồn bực không ngủ nổi. Tiếc của thì ít, mà tiếc công sức tấm lòng của bố mẹ đến rơi nước mắt. Chồng vỗ về an ủi mãi mà tôi không nguôi được, nghĩ bụng hôm sau á phải đi xin hết camera xung quanh để coi có ai lấy trộm. Thế nhưng chưa kịp xem cam thì tôi biết ai là thủ phạm. Sáng dậy đi chợ, trên đường về, tự dưng tôi thấy mọi người xúm lại cạnh bờ mương tưởng có biến. Hóa ra dân tình đứng xem vớt cái thùng xốp, chả hiểu sao tôi linh cảm nó có liên quan đến mình. Quả nhiên khi rạch nắp thùng mở ra thì bên trong toàn rau thịt cá với hoa quả, kèm theo tờ giấy bố tôi tự viết tay dặn dò bảo quản các thứ, nét chữ không nhầm đi đâu được. Tuy chưa bị nước vào bẩn, nhưng đồ ăn cũng hỏng mất rồi. Tôi đành nhờ hàng xóm vứt ra xe rác, còn mình thì thất thểu đi về. Đang đi thì nhớ ra chuyện xin xem cam, tôi quay lại mấy cửa hàng gần bờ mương, nhờ họ mở dùm lại video ngày nhận hàng. Phải đến tiệm thứ tư thì mới có góc quay rõ mặt thủ phạm vứt cái thùng xuống mương. Tôi sốc không thể tin nổi vào mắt mình, kẻ làm chuyện xấu xa đấy lại chính là Trang, cô em dâu hiền lành đáng mến. Tôi vội về nhà gặp Trang hỏi cho ra nhẽ. Ban đầu nó chối bay chối biến, nhưng mà khi tôi đưa đoạn camera cho cả nhà xem thì nó không cãi nổi. Từ xấu hổ chuyển sang tức giận, Trang sổ toẹt lý do vứt đồ của tôi đi vì ghen tị với chị dâu. Hóa ra nó thấy tôi kiếm được nhiều tiền, công việc tử tế, được chồng yêu chiều quan tâm hơn chồng nó, lại được bố mẹ đẻ chăm sóc tốt, tình cảm ruột thịt thân thiết nên nó cay cú. Tự nó so bì đủ kiểu với tôi, rồi nghĩ rằng cuộc đời bất công, bố mẹ Trang cũng ly hôn sớm, nên nó không thích nhìn thấy người khác hạnh phúc hơn nó. Mẹ chồng tôi rất buồn, hỏi nó, vì sao cả nhà yêu thương yêu quý như vậy, mà nó vẫn hành xử sai trái. Trang đáp luôn, nó không tin sự tốt đẹp đấy là thật, thậm chí nó nghĩ việc tôi với mẹ chồng ưu ái nó là giả tạo. Nó còn tự khai rằng, đồ ăn mẹ ruột tôi nấu trước đây đều do nó đổ đi hết, cả nhà đều cạn lời không biết nói sao nữa. Cậu em chồng tỏ ra rất thất vọng, chẳng trách móc vợ nửa lời mà bỏ đi luôn. Trang cũng đang có bầu nên không ai dám nặng lời với nó. Tôi bảo nó về phòng nghỉ ngơi và suy nghĩ lại về hành động của mình. Có lẽ quá khứ em dâu bị tổn thương nhiều nên nó mới nảy sinh thái độ thù địch ngầm với tôi.
Trong lòng tôi muốn tha thứ cho Trang, nhưng mà nhớ lại hình ảnh thùng đồ ăn mẹ gửi cho nằm giữa mương, tôi lại bực. Bao nhiêu mồ hôi công sức và tình cảm của bố mẹ tôi gửi gắm trong đó, thế mà Trang lại ném đi vì sự nhỏ nhen cá nhân của mình.